Rồi hôm nay mình xin kính chào bà con nha. Bà con ở đó giờ có thấy mà ai mà làm ruộng mà để cỏ chát như thế nào không bà con? Ở đó giờ mình cũng chưa từng thấy miếng ruộng nào mà cỏ chát nó lên tới cỡ này luôn. Cỏ chát gì mà kinh khủng luôn. Trời ơi. Làm ruộng gì mà dở quá dở luôn. Làm ruộng mà để cho cỏ chát cái này chỉ có nước mà cắm đất ăn luôn chứ lúa đâu ăn hả bà con? Đây à, cỏ chát nè, bà con thấy chưa? À, bà con nào chưa biết cỏ chát thì bà con mình xem cho biết cỏ chát nha bà con. Đó, cỏ chát đó, quá trời luôn, nhìn có thấy cỏ chát không? Không thấy lúa bà con ơi. Trời ơi, miếng ruộng xấu quắc mình cũng quay lên cho bà con người ta xem nè, trời ơi. À, bà con biết miếng ruộng mà đầy cỏ chát này là của ai không bà con? Nói nhỏ với bà con nghe, miếng ruộng này là của mình đó bà con. Khổ lắm bà con ơi, không phải mình làm ruộng mà mình để cho cỏ chát nó mọc lên cỡ này đâu bà con ơi. Vì năm nay là lý do kỹ thuật là năm nay là ông trời á, ổng ít mưa quá đi. Ổng toàn là ổng nắng không à, mình xả lúa xuống nắng không à. Rồi đất cứ khô hoài luôn à. Lúa thì nước khô tới đâu rồi lúa chết tới đó, rồi cỏ chát nó lên quá trời quá đất luôn. Rồi cũng có mua thuốc đồ xịt gãi gì tá lả từ lứa chứ bà con, nhưng mà mình khổ nổi cái là mình xài thuốc hay là tiện quá, xài thuốc dòng phủ rộng không có đặc trị của chát, thành ra nó không có chết mà nó cứ sống nó lớn lên gì nè bà con. Thì cũng thời mai thì cũng có một anh ảnh cũng chỉ chiêu cho ảnh giới thiệu cho một cái loại thuốc là chuyên đặc trị của chát, nhưng mà cái nó hơi tốn tiền nha bà con, thuốc này giờ nó mắc, chai này cũng mắc tiền lắm, xài cũng ngán lắm, nhưng mà cũng phải mua đặng mà xịt nó mà chị nữa bà con ơi, chứ để đi ruộng mà thấy có chát không thì không muốn đi ruộng luôn á bà con, khổ lắm. Chưa từng thấy đó giờ, chưa từng thấy ruộng nào nó xấu như miếng ruộng này thiệt là mình. Rồi bây giờ mình không than thân trách phận, than trời trách đất nữa, bây giờ mình xin bật mí cho bà con biết cái chai thuốc này luôn nha bà con. Hôm nay cái loại thuốc để đặc trị cỏ chát thì anh chia sẻ cho con là loại thuốc này đâu không? Đây là thuốc Basaran ha, sức mạnh xe tăng của Đức, Basaran 480 á đen lời nha bà con. Cái này là thuốc của Đức nha. Còn là pentason 480g trên lít. Mình nghĩ cái thuốc này chắc là bà con đã biết rồi, nhưng mà cũng có thể có một số người là chưa biết, thì ai chưa biết thì mình xem ha, mình xem mình có thể áp dụng ha. Cái này mình mua ở cái địa phương mình là chai này là 300 mấy á, 330 đó mà, bà con, 330.000 chai. Này là chai nửa lít nha, mình mua cái này là chai nửa lít. Đây thể tích nè, 500ml nha. Thì cái chai này là mình sử dụng cho ba bình máy 25 lít á, mình sẽ đậm luôn bà con. Cái này là chai lớn, còn có loại chai nhỏ là 250ml đó, là theo khuyến cáo là sử dụng cho nè, lời khuyến cáo này. Đây là khuyến cáo là lúa xạ nè, ta từ 8 đến 15 ngày là 80ml cho bình 25 lít, lúa xạ từ 15 đến 30 ngày là từ 100 đến 125ml cho bình 25 lít. Thì lúa nhỏ thì mình có thể mình xịt theo liều khuyến cáo của nhà sản xuất được, nhưng mà khi mà cỏ chát nó đã lớn và trưởng thành gì rồi, nó cũng có một số nó có bông nữa nè đó bà con thấy không, nếu mà mình xịt theo liều khuyến cáo á thì cái hiệu quả việc nó không có cao ha,
Nó loại cỏ lớn vậy, nếu mà mình xịt theo liều khuyến cáo của nhà sản xuất á, thì là nó không có ăn thua gì đâu nghe bà con, nó sẽ không chết đâu nha. Và giờ mình phải tăng liều lên, thì đối với một chai mà 500ml này á, chai nửa lít này á, là mình chia ra làm ba bình máy mình phun nha. Khi xịt đó, khi xịt bà con là không nên đi quá nhanh nha, đi từ từ làm sao để cho nước đều lên cái cỏ chát mình nha. Nếu bà con đi nhanh quá nó lướt qua đó, khi nó ướt không đều á, bây giờ nó dày quá nè, số lượng nó dày quá, nếu mà bà con đi nhanh đó thì những cây nó nằm ở dưới nó không có đụng thuốc thì nó sẽ không chết nha bà con. Thì lúc đó mình phải tốn tiền mình phun lại lần thứ hai nữa, thì nó rất là mắc, rất là nặng tiền ha. Thì vậy để mình xịt một lần cho nó hiệu quả thì mình cố gắng mình đi cho nó chậm, cho nó ướt nước đều hết cỏ là mình tốn một lần, còn hơn là mình tốn hai lần nha bà con. Thì thuốc này nó khá là đắt, nó khá là mất tiền, vì vậy mình bà con mình cố gắng mình xử lý sao cho một lần thôi để cho nó đạt hiệu quả cao, khỏi tốn lần thứ hai. Thì đây là hiệu quả sau 5 ngày mình xịt cỏ chát này nha bà con. Bà con thấy nó khô quét luôn thấy không? Nè. Những cái chỗ mà mình quơ đậm nè. Đó. Hổm chỗ này là thấy là cỏ thông luôn nha bà con. Bây giờ thì mình thấy lúa lại ha. Lúa hôm nay rất xấu bà con ơi, rất tệ bà con ơi. Cái nước này bà con nhìn thấy rồi, cái ruộng khô gan này. Không có nước gì nhiêu chứ. Do năm nay là lượng mưa ở đây là rất là ít, mà ruộng khô thì lúa chết thì cỏ mọc lên. Đó, nó khô đầu hết rồi ha. Hôm nào mình không thấy lúa luôn, bây giờ mình thấy lúa lại rồi nè. Đó. Lúa rất là xấu. Mà đặc biệt á bà con, đặc biệt mình có để ý cái chỗ mà khi mà mình phun mà nó chầm lối nha bà con, là cỏ nó chết rất là nhanh, như nó đậm thuốc hay sao á, rất là nhanh ha. Chỗ nào mình chầm mí á rất là nhanh nè, khô quéo luôn. Mà chỗ nào mà mình đi qua quận á, đi tới á mình quơ qua quận á thì nó cũng còn hơi xanh xanh, nhưng mà nó cũng khô nè, nó cũng rụi nè. Đó, chỗ này là mình đi qua quận nè, nhìn thấy nó cũng khô ha. Mình thấy hiệu quả nó chết được khoảng 90% á bà con, bây giờ cỏ quá bự rồi, mình không thể nào mà diệt nó chết hoàn toàn được nghe bà con. Hôm nay lúa xấu quá bà con ơi. Ở dưới sông của mình á, dưới sông Bà Sáng này nè, là nước mặn nha bà con, không có xả nước vô được. Ở đây mình chỉ có bơm ra thôi chứ mình không xả vô được nha bà con, bởi vì lượng mưa hôm nay rất là ít nè, đất thì khô gan nè bà con thấy không. Nếu mà cái chỗ khô này là nó chết rồi bà con. Hôm nay mùa màng bà con mình làm ruộng rất là khó khăn, bởi vì thời tiết bây giờ nó thay đổi thất thường quá, lượng mưa rất là ít luôn. Rồi mình xin nhắc lại một lần nữa với bà con ha, là đối với cỏ chát thì bà con nên cố gắng xịt sớm, chạy nó sớm chừng nào hay chừng nấy, nhẹ chi phí. Còn nếu mà bà con mình để cho nó bự quá, nó có bông thì lúc đó chi phí mình xịt để diệt nó thì rất là nặng tiền nha bà con. Bà con nhớ lưu ý nha, nhớ chú ý nha bà con, làm gì làm cũng phải bỏ thời gian ra để mà diệt cỏ nha bà con. Rồi bây giờ video mình xin tạm dừng đây nha bà con, xin cảm ơn bà con đã theo dõi nha. Chúc bà con mình về cỏ chát thành công nha bà con. Đừng xài thuốc tào lao, xài thuốc hạ tiện như mình nha, để rồi miếng ruộng mình toàn là cỏ chát không nghe, rồi tốn tiền xịt thêm một lần nữa nha bà con. Chúc bà con mình làm ruộng được trúng mùa nha, và ruộng sạch cỏ nha. Xin cảm ơn bà con rất nhiều.